Hello, em Di Cá chào tất cả anh em nha. Rồi chương trình bán đồng nát xin được phép bắt đầu anh em. Rồi thì chiều ngày hôm nay thì sẽ lên thêm ít công cụ lại đồ người anh em nha. Đây, đồ người thì còn ít thôi. Đấy, mấy cái đồ linh tinh anh em với lại công cụ nè, còn nhiều lên hết nhiều anh em, sẵn nốt luôn. Đấy, thì em giới thiệu luôn anh em. Công cụ điện 100V anh em nha. Còn cái kia xài bằng cơm, nhưng mà em phân lô ra đó, thì anh em nhìn kỹ cái nào mà nó bị cứng anh em giờ vệ sinh làm lại ha. Đấy, còn đầu búa thì có cái mớp cái méo anh em nha, còn có cái còn nguyên. Nói chung là lát anh em xem kỹ giùm em. Rồi, lì cứ trên 150 là em bao ship nha. Toàn trên 150 là em bao ship, còn lại bao nhiêu mà dưới 150 á, thì anh em chịu 30k phí ship giùm em. Đấy, trên 150 là em bao ship. Đấy, là anh em cọc trước em bao 10% luôn, còn bao nhiêu thì anh em thanh toán sau phần còn lại. Anh em lưu ý kỹ nha, này điện 100V luôn em, là cũng là có con chạy con không tùm lum như đó. Nói chung là hàng bây giờ là em bắt sát luôn anh em nha. Đấy, giá thì một lát này em sẽ niêm yết lên trên mỗi từng sản phẩm, thì anh em nhìn kỹ cái mã số ở phía trước, giá tiền ở phía sau, rồi anh em cứ gọi cho em, thì em sẽ, nhân viên sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Rồi chốt xong anh em cọc xong em gửi hàng về tới nhà thôi. Đấy, đa số là bây giờ là có những con nào có dây điện thì em sẽ gắm điện vô test cho anh em nha. Này thì anh em về em yêu khoa học là chính anh em nha. Đó, nói chung là em yêu khoa học là chính, còn xài luôn thì cũng rất là ít. Đấy, mấy ông rửa xe này cũng là bị thiếu ống thiếu đồ tùm lum anh em ơi. Đó, còn mấy con đầy đủ cũng đi hết rồi, còn mấy anh mà cục về sức mẻ còn ở lại thì nó cuối rồi anh em, thanh lý luôn. Đấy anh em đồ người nữa. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng mã một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, ok, lô con đầu tiên anh em ơi, thì một con ca chết nè, con này nặng dữ ta. Rồi con này Made in China anh em nha, nặng thì nặng vẫn là China. Rồi con này nó là điện 100V và 1250W, rồi cắm điện em. Rồi con này chạy ok anh em ơi. Thì anh em về bỏ ống bỏ dòi rồi vô anh em nha. Dây điện thì cũng chật cực kỳ dài nè, dây cỡ này là dài rồi anh em. Rồi con đầu tiên hiệu của Kachet, em chỉ là bao sóng và bao ship cho anh em nha. Còn cái mà dây ống rồi anh em về bỏ nước cho tự test nước giùm em nha, em không có test nước đâu anh em nha. Rồi con này 400 anh em nha, 400k. Rồi ok, 8 mã 800, 400k dành cho em nó ha. Con này chạy nẹt lửa than trong này anh em, chạy nẹt lửa than à, nhưng mà con này lắp rocker hình thức nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, 400 luôn anh em, anh em về tháo nó dọn ha. Rồi 801, 400k luôn. Đấy, 400 anh em nha, 400 là bao ship rồi. Đấy, thì con này anh em về cũng tự bỏ vô đồ vô test đấy. Video sau là gửi về y vậy anh em nha, hàng không bảo hành đâu anh em nha, nếu anh em muốn bảo hành thêm 2 xị nữa. Ok anh em. Đấy, rồi mã 801 400k anh em ơi. Nói cho em làm bãi giờ anh em mới kia bảo hành, em cũng không cho, em cũng bảo hành đâu anh em nha, biết gì đâu bảo hành. Đấy, bán bú xù cầu hết anh em ơi, món nào cũng chơi hết. Đấy, kiến thức là chỉ có kiến thức bán hàng thôi, còn kiến thức sửa máy thì bỏ tay. Đó, rồi 801 400 luôn. Rồi 802 điếc anh em ơi. Đấy, con này bao điếc cho anh em luôn. Made in ghép 50 China thì chạy, mà ghép 50 thì điếc. Rồi con này đấy cho anh em ghép 50 anh em ơi. Đó, cắm vô không chạy nha. 802, con này ba nữ luôn. Ghép 50 nè, đó, hình thức là không bợ vỡ gì đâu. Đó, cũng còn đẹp lắm, nhưng mà cắm điện vô nó không chạy. Rồi ok đi luôn, 802 400 ba nữ chứ. Rồi con Nativo anh em ha, Nativo. Đấy thì đây ok luôn. Tem miếng ở đây anh em nha. Đây nó có tem miếng ở đây. Rồi Nativo này để cho anh em coi nặng nặng ba. Con này chắc tem tí xíu rồi, con này để anh em 330k đi. 803, nó không có dây điện đâu anh em nha. 303. Rồi ok luôn, 803, 303. Rồi. Đi em. Rồi con này mất cái bánh xe rồi anh em. Con này mất luôn, mất một cặp bánh xe đi. Phun nước nóng anh em, cắm điện vô đi em.
điện không? Thấy bóng điện nằm đâu ta. Rồi con này mới phun nước nóng anh em ơi. Rồi rút đi, khỏi điện, khỏi đuốc gì đi anh em ơi. Thì cái con này là có cái giòi đây, đây nha. Có cái giòi thì máy phun nước nóng anh em. Anh em về tự test giùm em luôn nha. Con này gắn không lên đèn đâu nhưng là nặng lắm. Đấy, bánh xe thì vẫn còn ha. Rồi con này để cho anh em 2 xị nha. 200k mã 804-200 luôn. 200k dành cho em nó luôn, là bao ship rồi nè. Mấy mặt hàng này thì lớn là bao ship rồi nè nha. Còn mấy mặt hàng chị em thì anh em chịu 30k phí ship giùm em. Rồi ok, có điện anh em, móc cái nút này nha. Con này có điện, móc cái nút này nè. Đó. Rồi con này móc cái nút này 250 anh em ơi. Mã 805 250k bao lên điện, anh em về độ tự độ. Độ nước vô tự test đi anh em ha. Em không có test nước đâu. Rồi 805 250k luôn em. Đó, đi luôn em. Rồi 806 con này có inverter xài ô tô anh em ơi. Thôi con em để lại để mai em ra xe anh xài luôn. Đó đi thì để thấy luôn. Rồi đây thử nóng cho anh em luôn. Con này ép máy dày gì anh em ơi. Nó không có gì, nó chỉ là con máy nó có tem nó vậy thôi nè. Nóng đâu? Nóng không? Một công tắc nha. Tắc đâu? Đây đâu có điện đâu nè. Đây đâu lên điện đâu, gắn điện lại vậy. Đèn nóng lên nè. Mẹ góc ở đây anh em nha. Con này có tắt không? Điện 100V 500W. Này nó có tắt ra. Nó nặng giả màng luôn anh em ơi. Không có công tắc nha. Thôi còn nó mất thời gian đó, để đi. Rồi con này anh em về tự test anh em nha. Đó, em bật thì nó không lên đâu. Mấy anh đệ tử em nó kêu nóng rồi coi như em bật thì nó không lên. Đấy. Mã nặng lắm anh em nha. Rồi con này để cho anh em 150 đi. Anh em về tự test giùm em luôn. Đó, 150 nha. Rồi cái này còn cái bình không à? Còn gì không? Cái này nó còn cái bình thôi anh em. Đấy. Rồi cái này thì nó xài bằng cái gì anh em ơi, anh em bây giờ bỏ cái bình vô này như cái kích bình đó. Đấy. Nó còn cái bình không thôi, không có cái gì đâu. Đấy, nó còn y như thế này nè. Này phải tháo ốc này đây. Đấy. Em tháo bình ra ngoài rồi anh em nha. Đây là mất hai ốc nè, còn hai ốc thôi. Này nhẹ. Đấy. Rồi cái này đợi anh em 108 nha, 807 180. 180k rồi 807. Tháo bình chưa? Rồi 808 này em cũng tháo bình luôn rồi anh em nha, cặp kẹp uy tín luôn. Đấy. Cặp kẹp lại cộng dây điện uy tín luôn anh em nha. Rồi con này 300 luôn. 808 300 anh em nha. Đấy, 808 300. Rồi ok luôn, 809 con này cái sạc bình không có dây điện nên em sát luôn anh em nha. Còn rồi con này 130 luôn. 809 130. Đấy, hên xui anh em ơi, giờ chơi mình chơi hên xui đi. Đấy, 809 130. Ok nha. Đấy, 809 130. Rồi 810. Con máy hút bụi của Ryobi anh em. Con Ryobi này chạy ok luôn.
Đây, nhưng mà anh em phải lắp lại cái lỗ này, lắp lỗ này anh em nha. Lấy miếng cao su bịt lại. Nó mới chạy được, nó hút được anh em nha. Rồi giờ lắp kia đây em, RMB con này nó là 1050W. Đấy. Đây, trắng tinh tươi luôn không? Đấy. Rồi con này 817,5 luôn em nha. 750k bao ship về đến nhà cho anh em sử dụng ha. Rồi 810 750k, hình nó cũng là 40 là tầm nửa mét, chiều cao nửa mét thôi anh em. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục con này nó là có điều tốc anh em nha, vào có điều tốc. Lưỡi 100. Rồi con này lưỡi 136 có điều tốc này anh em ơi. Con này về một phát. Giờ mà shipper giao hàng cho anh em tính tiền phát đưa vô phát chơi luôn nè, không còn làm luôn. Đấy. Rồi con này hên quá anh em ơi, nói dốc cặp thời coi như lưỡi đẹp. Lưỡi đẹp anh em nha. Đấy. Rồi 81 con này 750 anh em ơi. 750 giờ đã có điều tốc anh em. Đây nè, đấy, điều tốc là 1000 từ 0 cho đến 16000 vòng trên 1 phút. Đó. Rồi, dây điện thì bao la bao đẹp luôn. Nói chung là con này về phát là xài luôn em nha. Rồi tiếp tục em. Rồi đây là một bao không cần test đâu em. Giờ test ra bắn mắt anh em mua đâu. Đấy bán sát sát như nè. Đấy anh em chơi hên xui anh em mới thích. Đấy, ok nha. Đây là nó bị test một miếng ở đây. Đó. Rồi, test một miếng cái test cái vỏ ở đây nha. Đó, té cái giỏ ngay đây một miếng. Rồi con này để cho anh em 220 nha. Lưỡi 110. Bào của Makita 220k. Đấy, 220k cứng cố anh em nha, còn một lưỡi thôi, còn lưỡi bên trong không thấy được nha, anh em về tự coi giùm em. Đấy, không có bao bên trong đâu anh em nha. Bên trong nó như thế nào thì em không biết đâu. Đấy. Rồi con này thì lưỡi 110 luôn đấy, xét nè, thấy mặt sau bán dậy anh em ơi, đẹp bán đẹp sau bán xấu. Con này cái cặp lưỡi thì cái kẹp lưỡi á thì nó xấu nè, nhưng mà lưỡi thì không thấy luôn ha, vỏ thì ok. Rồi con này để cho anh em là 200, nó chỉ xấu cái lưỡi thôi anh em nha, xấu cái kẹp lưỡi thôi, còn cái lưỡi thì không thấy, công tắc thì kẹt luôn. Rồi ok, 813 200k đi luôn. Rồi 814 thì con này ok nè. Đấy, có lưỡi nè, cứng cốt nha, đầy đủ đồ, thiếu còn dây. Rồi con này 160 anh em à, 160k là bao xíu rồi. Đó, dưới 150 là anh em chịu 30k phí ship giùm em. Rồi có dây điện thì cắm vô đi em. Có dây điện thì cắm vô, còn không có thì thôi. Rồi có lửa đôi chút anh em nha. Nói chung là tháng như thế này thì không cần phải dọn đâu. Giờ chỉ cần vệ sinh là được, là ok luôn. Rồi con này Makita lửa 190 không có lưỡi, 200k anh em nha. 85 200k không lưỡi. Rồi tiếp tục con này 816. Đấy, mất cái chén này anh em nha. Rồi mất cái chén. Rồi. Con này đỡ nhôm anh em nha. Con này đỡ nhôm không có cộng dây điện. Rồi để cho anh em con này 190 anh em nha, chưa được 200 đâu. Đấy. 190k. Rồi ok. Rồi con này bị gãy cái tay nè, gãy cái tay ngay đây nha. Than thiếu còn vẫn còn luôn. Đấy, gãy cái tay cái đó, mẻ cái miếng nhôm ngay đây. Chén thì có nha anh em ạ. Rồi con này 150 nè em ạ. Con này là con Hitachi 150k 87 150 luôn. 150k 87 rồi đi luôn em. Xác luôn em nha. Rồi con này tiếp tục 88 là một con Hitachi. Đó, lưỡi 190. Ok luôn. Đấy, mất cái thang rồi nè. Mất một cái bên thang rồi nha. Rồi không dây điện, con này lưỡi 190 180k luôn em. 180 nha. 180k luôn. Đấy, ok luôn. Đấy, 180 luôn. Rồi, 800. Con này. Rồi, điếc luôn em ơi. Rồi, con này không lưỡi luôn em nha. Con này không lưỡi. Xác không chạy. Rồi. Dây điện dài 150 bao ship cho anh em nha. Đấy, 150k. Đấy, 150 bao ship, nó còn lại có 101 rồi anh em coi cộng dây điện nè anh em đó. Cộng dây điện rất là dài nha. Về mấy con này anh em tháo thang là dọn lại có nguy cơ chạy là 70%. Rồi 189 150k.
mấy con đó thì giá là giá sát luôn, giá gì giá đều gì chai luôn anh em. Mấy con này vậy nè. Rồi ok luôn, 820. Con này 150 luôn em nha. 820 150k. Đấy 150k bao phí vận chuyển về tới nhà cho anh em tự dọn giùm em nha. Makita lưỡi 160 650W. Rồi ok. Rồi con này để cho anh em điều tóc này, có nè 130k, anh em nặng con này nặng 2,5 kg nha. Đó. Nặng 2,5 kg. Đó. 821 130. Ok anh em nha, 821 130k, riêng con này em bán với chai không là 90.000 anh em, nặng 2,5 kg nha. Đấy. Bán cho anh em 130k trên nhau 40.000. Anh em nào trả cho 90.000 thì em bó tay luôn anh em ơi. Để cho đừng lên trên này đừng có trả giá anh em nha. Cái này bán giá hết bát luôn rồi. Có lửa nha. Con này có lửa. Boss. Rồi 822. Rồi con này có lửa thì boss anh em nha, lửa sơ sơ thôi. Đấy thì anh em về dọn lại luôn. Rồi con này 150k là bao ship cho anh em nè. 150 nha. Rồi con này không có dây điện, có điều tóc, Makita 310W. Rồi con này 120 cho anh em luôn nha. 120k đủ đồ thiết mỗi cộng dây điện thôi nha. Đấy lại mất cái chén ngay đây. Đó, nó bị mất cái đỡ lưỡi á, nó có cái lưỡi luôn. Rồi cái này 823 120k luôn. Rồi 824 thì cái con này là Makita luôn, có điều tóc luôn. Rồi có điều tóc luôn nè. Có điều tóc luôn rồi, con này 130 luôn em ơi. Rồi 824 130 luôn. 130k anh em nha, 824 130 luôn. Rồi 825 con này có đảo chiều nè, đảo chiều gãy rồi nè, đảo không được nha. Có điều tóc Makita. Rồi con này đỡ cho anh em 200, anh em về tự dọn giúp em nha. 200k bao ship cho anh em, 825 200. Mấy con búa anh em ha. Đó, có điều tóc. Rồi 826 70k anh em ha. 70k cộng điện là hết nửa tiền anh em ơi. Đây. 826 70. Rồi 827 thì nó là một con Contaro này nha, Contaro. Đấy đè vô là chạy, công tắc nó bị kẹt. Công tắc hơi dơ thôi anh em nha. Đấy, bữa bán 200 nè. Giờ 180 là đi luôn anh em. Quá wow, ok rồi anh em ơi, 180k bao ship nè. Đấy, 827. 108 luôn anh em ơi. Bữa bán 200 rồi, đớp được mấy chục giờ cái xuống giá 108 của vốn luôn rồi anh em. Hết đớp được thằng nào luôn. Đấy. Ok anh em. Rồi xác luôn, chạy thiếu tua anh em ơi. Con này chạy thiếu tua. 828. Chạy thiếu tua rồi, con này 200 luôn anh em, về tự dọn giùm em luôn nha. Đó, chạy thiếu tua là như nó muốn cháy rồi anh em ơi. Thì con này Makita nó hai chức năng nè. Đấy thì dây điện có anh em về dọn 200k bao ship anh em. Rồi ok đi luôn em, không có dây điện không còn tết đâu, giờ nước xả rồi anh em ơi. Rồi 829 con này có điều tóc rồi, có đảo chiều rồi, có bú ra. Rồi con này 130k anh em về tự test giùm em nha. Đấy gắm cộng dây điện vô test phát bán 170, nhưng mà giá đó thì nó khó anh em ơi. 130 hên xui tù mù. Vui. Rồi ok luôn, có đảo chiều anh em, đây có đảo chiều nha. Rồi con này Makita đảo chiều đầu kẹp 13, Makita đầu kẹp đảo chiều 13. Rồi con này đợi cho anh em 170 đi anh em, 170k nha, nó có đảo chiều ha, đảo chiều tay nè, 170k nha. Rồi ok đi luôn em. Đấy 200 anh em nha, 200 đêm được thì coi như là 190 anh em nha. Đó cái này hết giá rồi anh em. 190 nha.
190k. Ok luôn, 831 190 anh em nha. 831 190k dành cho em đó luôn. Rồi 832 50 anh em. Đấy, 832 rồi 40 luôn cho anh em về nghiên cứu luôn em ơi, 40 đi. Đấy. 40. Rồi 832 40.000. Còn Toshiba nó có đảo chiều rồi. Nó có đảo chiều rồi nha. Rồi ok. Khỏi gắm đi em ơi, có thang còn gắm. Rồi 833. Này mất cặp thang anh em nha. Mất quá thật là cặp thang, mất ổ thang luôn. Vít 125 quá à. Rồi con này có dây điện không? Đó, dây điện dài nha. Rồi con này 130k anh em ha. 130. Rồi 833 130 luôn. Rồi 834. Rồi điếc luôn em ơi, có dây điện này để cho anh em 70 đi, em về tự nghiên cứu với làm lại giùm em nha. Vít RGB 70k. Đấy. 70k đây em ơi, đầu cứng luôn rồi. Đầu cứng luôn. Bao cứng luôn. Rồi 834 70 luôn. Rồi 835. Rồi 835 con này 40 luôn nè. 835 40k đi em ơi. Con này 836. Rồi con này đỡ cho anh em 270 nha. 270 sáng luôn, đầu kẹp 13 anh em, con bầu 270 bao ship anh em nha, 836 270k. Rồi 837 con này. Rồi lên điện anh em nha. Rồi anh em về tự test giùm em luôn. 837 con này để anh em 150 bao ship cho anh em nè. Đấy có dòi ống đầy đủ ha, 150 bao ship cho anh em nha. 837 phun nước nóng anh em, tiếp tục phun nước nóng nữa nè, mất cái đầu đây nè. Rồi lên điện anh em nha. Rồi con này để cho anh em chăm đi, tại con này nó không có cái dòi thiếu đồ nè. Đó 838 100k nè. 838 100 anh em nha. Đấy, ok luôn. Rồi 839 khỏi gắm điện đi em ơi, dây điện ngắn ngủn nữa mà gắn cái gì. Rồi 80 luôn anh em, hơi xui nè. Ca chết anh em nha. Đấy. 80k máy phun nước nóng anh em. Thì con này nó cũng đủ quá. Thiếu cái dòi thôi. Đấy, thẻ là công ty điện anh em. Rồi 839 80 luôn. Rồi 840 con này thì em nhớ nó không làm thì nó chạy cái te anh em ơi. Đấy. Hàng nào nó cắt lụng cộng dây điện luôn rồi. Đây coi thử giá cũ nó bao nhiêu ta. À, nó bạc màu luôn rồi. Rồi ok, 840 con này 150 hên xui anh em ơi. 150k máy bao ship cho anh em. Rồi Makita con này chà nhắm vuông to anh em ơi, này nó có cái mẻ góc ngay đây nha, hai góc hai bên. Đấy, hai góc hai bên. Rồi ok, 100.000 luôn anh em. Đấy, 100k luôn, 100k luôn anh em ơi. Đấy, bữa giờ bán như bán cái con này anh kêu dục cho chai rồi mà, dục đi. Con này nè, nặng lắm. Rồi con này BR 25 anh em ơi. Con này BR 25. Rồi con này chạy không lửa đâu anh em nha. Con này chạy có bắn 1-2 tia thôi, không quan trọng đâu anh em. Nhưng mà anh em giờ tự động test cái mũi giùm em nha, em không test độc rồi anh em nhé. Rồi ok, con này bơi rồi 25 bơi. Rồi con này đợi cho anh em 750k nè. 25 anh em nha, 750 là bao ship cho anh em, bao sống rồi anh em về tự test bú test gì đó giùm em ha. Rồi ok, lên luôn em. Rồi con này bơi rồi, quên không phải, Hitachi Tokyo Japan. Hơi có lửa một tí nè mà. Hơi có lửa một tí. Dây điện dài. Rồi con Hitachi này thì nó là một đục 17 ly Tokyo. Này tìm mạc đâu ta. Sao không thấy vậy? Electronic BH 400 anh em à. 40 đời chứ. Đó 40 đời. Rồi 843 con này 400k luôn. 40 thì 400 đi nè. Đấy. 40 thì 400. Nữa hả con này. Bỏ. Sao cái đời này nó nhiều dữ vậy trời. Như cái máy cày luôn nè nha. Rồi con này đợi anh em dây điện dài nè, 400 anh em ơi. Anh em mua thì mua máy nó cho ra lò luyện kim luôn. Đó, cái này nó nặng lắm.
con quá nặng luôn. Rồi 400k. Rồi 844 400. Rồi 845. Con đây là vừa con vừa đục anh em nha. Thì cái này nó bị gãy cái nút chuyển này nè, với lại nó hơi nẹt lửa tí xíu. Đục thì ok rồi. Rồi 845 con này 450k cho anh em về tự dọn lại giúp em luôn nha. Đó, hơi có lửa xíu mà lửa nó không quan trọng thôi anh em ơi. Cái lửa như nó xong xin nhơi. Đục là ok luôn này, gãy luôn nè. Vừa con vừa đục nha, nhưng mà em bánh sát anh em ơi. Đây dây điện nó nhỏ xíu thôi. Makita vừa con vừa đục. Đây anh em thầy thợ về dọn lại giúp em ha. Đấy 845 450 luôn. Rồi 846 thì nó là một con đục nhưng mà có điều tóc nha. Đục này đục 14-15 thôi nè em, chạy ok nè, có điều tóc nè. Rồi con này 270k nè. 846 270 anh em nha. 270 dành cho em nó luôn. 846 270. Đó, 846 270 nè. Lên luôn. Này dây điện dài nè. Rồi chạy rồi nhưng mà mất cái miếng trắng bụi nè anh em. Đó, cái này hơi hở tí xíu em về dàn lại luôn. Rồi con này thì dây điện nó dài luôn em nha. Con này dây điện thì mắc full luôn nè. Rồi con này 847, con này 170k luôn em nha. 847 170 nè. Đó. Rồi tiếp tục 848. Này dây điện ngắn. Rồi chạy ok đó, dây điện hơi ngắn tí xíu 100k luôn em ơi. 848 100 nha. 100k nè, đó 848 100. Rồi 849 thì con này rồi 100 luôn nè em ơi. Con này 80 đi nè, con này 80 đi. 80. Rồi ok, 849 80.000. Rồi con này không có dây điện anh em nha, Hitachi nè, đó không có dây điện 80 luôn, đời này nặng anh em, 80.000. Đó, 84 850 80. 850 80. Đấy. Rồi con này 851, con này sát 100k anh em nha. Đó, con này đẹp nè, sát 100k, không có dây điện, không test thì 100k. Con này đẹp đấy, ok anh em nha, 851 100 luôn, đi luôn cu. Rồi cắm điện nha. Đây. Rồi. Bao điếc cho anh em luôn à. Đấy, mất đồ. Con này nó là thuộc dạng là Shindawa. Đây bị tét miếng ở đây anh em nha, gắm điện vô không chạy, bao điếc luôn cho anh em luôn. Rồi con này đỡ cho anh em 852 150 bao ship nè anh em ơi. Anh em vào tự dọn nha. 150k là bao ship nè anh em. Đó, ok nha. 852 150 mất đồ anh em. Video quay sao về vậy nè. Đó, rồi con này AM nè. Rồi con này 150 luôn. Không có dây điện anh em nha, sát luôn. 150k bao ship cho anh em. 853 100 á, quay sao là về y vậy anh em nha. Còn đồ thiếu đồ đủ vậy anh em chụp màn hình lại phát rồi phóng to ra anh em xem giùm em ha. Rồi điếc luôn anh em ơi, con này mất cái tay cái này điếc luôn nhưng mà nó là công suất lớn ha. Rồi 150 luôn anh em, cứ 150.000 điếc lần 150 con bao xíu rồi. Đây 150. Rồi 854 này công suất lớn máy to đây nha, 150k, 854 150 bao ship luôn. Rồi 855 220. Rồi con này 130. Thôi 200 đi nè. Đây tính là bán 230 nè em ơi. Nhưng mà test cái này tí xíu. Đó. Lại test cái vỏ đi xíu. Nhưng mà dù sao nó vẫn chạy nè nha. 200 bao ship ha. 855 200. 855 200k nha. Đấy. Rồi con hư ta chi anh em ơi, làm sức đẹp nè con này nè. Rồi 770 quá đi nha, con này 180k nè anh em. Đó, 856 180 luôn, 856 180k anh em về dọn lại giúp em nha. Hàng anh em lưu ý kỹ ha, em bán sát đó anh em nha. Rồi con này đầy đủ tay. Rồi anh em này đợi cho anh em nặng lắm anh em nha. Con này đợi anh em sát luôn 180k luôn, khỏi test nè anh em ơi. Đấy, test nó cũng biết rồi anh em à. Đó. 857 108 luôn. Bao điếc, bao ship. Rồi con này thì hơi 66. Đấy, làm dài anh em. Rồi con này 160 luôn, hơi 66 thì 160 đi.
858 160k luôn. 858 160 nha. Rồi 859 con này. Con này thì không có giới thiệu nè, mất cái tay nè. Rồi con này cũng hơi 66 160 luôn. Đấy. Con này nó 1150W anh em nha. Rồi. Chạy nhưng mà xích nó xét luôn em nha, 860. Rồi con này đợi cho anh em 150 đây anh em, bao ship nè. Đấy. 860, con này công suất nó nhỏ nhưng mà được cái là nó từ từ em. Bỏ lại. Đấy. Được con cái là nó cũng đủ đồ. Đấy, con hơi tét tét cái này miếng nhưng mà nó cũng chạy nè em. Đó, 150 nha. Giờ anh em dỡ dọn. Rồi ok luôn. Rồi con này cũng đủ đồ luôn anh em nha. Đủ đồ. Rồi cũng hơi 66 luôn anh em nha. Rồi cũng 150 luôn anh em. 150 là bao ship rồi anh em. Bao ship rồi nha, 150k 861 150 luôn. Đó, RB giờ anh em tự chọn giúp em nha. Rồi 862 thì con này nó hơi to một tí nè em. Con này chạy không lửa anh em nha. Rồi con này chạy không lửa, con này đỡ cho anh em mất cái đồ bên này nha. Con này mất cái đồ bên này. Rồi 180 đi nè. 862 180. Đấy, có cái làm thôi. Nhông thì vẫn còn. Nhưng mà thiếu bộ phận anh em ơi, 182 162 180 luôn em. À, tranh thủ xả dây ngày nữa, hàng chuẩn bị về rồi anh em ha, 862 180 luôn. Con này dục quá chạy đi em ơi. Rồi con này đợi cho anh em là gãy cái tay. Đấy. Rồi anh em dồn đơn giùm em luôn, 120 luôn cho anh em dồn đơn nha. Đấy, 120k luôn. 863 120. 120k nha, anh em dùng đơn em bao ship cho. Đấy. 864 thì con này đấy anh em nhìn cô gấp nè, anh em thấy luôn ha. Dơ thôi anh em. Đó, lại dơ lại mất đồ anh em ạ. Xin con này anh làm xin đa qua nhưng mà cái máy là máy Hisuru da băng. Đấy. Nhưng mà vẫn xài làm nào cũng được, làm điện mà anh em. Đấy, làm có bánh răng đàng hoàng anh em nha. Rồi con này thì xác luôn cho anh em luôn, xác cái ký lớn như đây cầm nhưng mà con này mấy ký cho anh em biết luôn. Trong thời gian chờ đợi anh làm điếu thuốc chống sợ hãi đây nè. Mấy con này nó nặng lắm anh em. Rồi 5 kg rưỡi 6 kg. Rồi con này 864 anh em nha. 864 6 kg. Rồi để cho anh em con này 280 đi. 280 bao ship cho anh em nha. Đó, 280 một con. Rồi con nào nó nặng như nhau đó anh em ơi. Rồi con này xin đa qua nè anh em, giờ vừa xin lại cái ráp công tắc vô nè, công tắc nè. Đấy, cũng xin đa qua luôn anh em. Rồi. Con này 280 luôn anh em, thích lấy con nào anh em lấy nha. 865 280. 865 280. Rồi ok. Làm cái làm này anh em giờ tháo ra vừa xin nha. Rồi con này cũng vậy luôn anh em nha, Hisuru da băng luôn. Đấy, y nhau cả. Rồi 280 được rồi em ơi, đưa lô đồ ngoài lên đi, 866 280. Đấy, 280k. Rồi ok, 866 280 luôn. Lô đây anh em ơi, anh em xài cũng không có hết á. Rồi 867 40 3 cây. Anh em về bỏ lưỡi cưa vô xài nha. 867 300. Rồi 868. À quên, 867 40 nha, quên. 868 40 luôn. Đấy 40k, 868 40 luôn. Rồi 869.
này nó cứng anh em nha, cứng anh em về từ qua xin lại giùm em luôn. Còn cái cây này, này nó dày bà cố luôn em ơi, đó, ra vô cũng được mà đậu hơi rơ. Rồi ba cây này 170 anh em bao ship cho anh em về từ dọn giùm em. Đó, cây này to lắm nè, to nặng lắm, 869 170 đi luôn, 870 đó, ra vô cũng được anh em ha. Đó, dặn cũng được, cây này dặn được nó hơi cứng hơi rơ, cái đầu rơ anh em ha, đầu nó rơ. 2 3 rồi, cứng hết rồi anh em nha. Rồi 4 cây 160 anh em nha, 870 160 870 160 rồi, nặng dưới vậy anh em ơi, nó coi bằng 2 ký 2 ký 2. Rồi 4 cây cắt con anh em nha, rồi, bán cặp cặp thôi cho anh em dễ mua nè. Đấy, 2 cây, cây xéo cây cây cong đó, mỗi bên cây xéo cây cong. Rồi 871 rồi 40.000 anh em nha, 2 cây, 20 đi, 40k đi em. Rồi 40 luôn anh em nha. Đấy, 8272 40 rồi, ok, 872 40k rồi, 8 3 1 2 4. Bốn cây thôi nè. Đấy. Bốn cây này 80 anh em nha, 1 2 3 4 4 cây 80k đi luôn em. Rồi rồi rồi. Bốn cây. 73 không cần tí nữa. Rồi đúng rồi, ký rưỡi luôn em ơi. Quá nè, quá nè. 83. Rồi 74. 80 luôn. Đấy. 80k nè, đấy, 84, 4 cây anh em nha, cây Sài Gòn nhổ đinh nữa anh em, Sài Gòn. Rồi, về đi. Rồi, ok. 2 cây thôi. Này 32, 27. Dặn được anh em nha, vì nó cũng hơi rung rinh tí xíu. 32, 27. Rồi, ok, 2 cây này dặn được anh em nha. Hai cây này dặn ok nè, 875 đó, dặn ok. Rồi 150 anh em ha, 150 của này của top anh em ha, đó dặn được nè. Rồi, ok luôn. Rồi rồi ok. Rồi ba cây này ok nha, con này ba cây này 170 đây nè, 876 170 luôn, 70k rồi, ok đi luôn. Rồi 877 123456. Rồi. Một cây kéo bướm anh em ơi. Đấy. Này cái đầu nó cũng hơi bị méo một tí xíu, ba cây kéo cắt tôn. Rồi cái này để anh em 70 đi anh em nha. 3 4 5 5 cây 70. Đấy. Anh em giờ vệ sinh làm lại giùm em nha, hàng này giờ từ xử đi anh em ơi. Giờ kìm rồi anh em, giờ làm lại giùm em nha. Cái cạp này hơi hở tí xíu nè. 2 2 4 6 4 này. Rồi 64 này 100k đây nè. 878 100 nha. 100k, 878 100 luôn, đi luôn em. Rồi 879. Rồi. 246. 6 cây 150 anh em ơi. Đó, 150 879 150. Anh em giờ tự xử giùm em mấy cái này nha. Giờ vệ sinh lại anh em ha, 879 150k bao ship rồi. Rồi 880. Này cái gì đây? 1 cây. Cái này không mẻ nha, 2 cây. 3 4 cây. Rồi. 4 cây này 130 anh em nha. Đâu 120 đi anh em. 880 120. Rồi ok. 880 120. Lột giác Covid. Lại cái này cái gì đây nè. Đó, lotter. Cái gì đây nè. Rồi 1 2. Rồi cái này đợi anh em 80.000 đi, 881 80. 881 80k nè.
Rồi cái này 1, 2, 3 3 cái mỏ khó cái mài anh em ơi. 4 cây 40 anh em ơi. 882 40. Rồi 883. Rồi 40 luôn anh em ơi. 883 40k luôn. 883 40. Cây 70 anh em ơi. 70.000 nha. Rồi 60 luôn, 12 cây, cây 5.000 đi anh em ơi. Đó, 884 60. Có tùm lum luôn anh em nha. Không đọc số luôn anh em nha, số lâu lắm. 2 4 6 8 10 12 14 cây. Rồi 14 cây. 14 cây này 70 đi anh em. Đấy, anh em giờ dặn được cái nào anh em dặn nha. Đấy, 14 cây 70. 885 70. Rồi 886. 2 4 6 8 10 12 14 15. Rồi 70.000 lên anh em ơi. Đấy, dọn lẻ thêm cây 5.000 75.000. 70 anh em ơi. Đấy, 886. Rồi 887 2 cây anh em nha. Một cây bú bi. Đấy, với lại một cây bú tròn. Đấy, rồi hai cây này 80 anh em nha. 887 80k luôn. Đấy, 80 nè. 887 80. Hút đại lên em. Đấy, giờ này là không có lỗ có lời gì nữa anh em ơi. 4 6 8 10 12 13 cây. Rồi 13 cây 60 anh em nha. Từ đổi đi em. 888 60 anh em. 60.000 nha. Đấy, 888 60 được đi luôn nha. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 cây rồi. 100.000 anh em ơi. 889 100k. Đấy, ok anh em nha. Ok 889 100k đi đi. Hai cây búa này anh em nha, hai cây búa này ok này. Rồi hai cây 70.000 nha anh em luôn, 890 70 luôn. 70. Rồi 890 70k. Rồi 891 cây búa này. Cái 6 rồi em ơi, một cái 6 nha. Đầu nó hơi xấu một tí, đầu này ok, đầu này hơi xấu một tí nha. Rồi 891. 80.000 luôn cho anh em luôn. 80 luôn em nha, 891 80. Rồi 892 cái đầu này tầm con ký anh em ơi, để em có búa em tăng lên đúng ký luôn. Rồi 50 anh em, 892 50.000 nha. 892 50 anh em nha, cái đầu hơi mé méo tí xíu nè. Rồi 40 đi, cái đầu này nó mé méo 40.000 đấy. 892 40 anh em. Rồi 893 3 cây. Đó, hai cây này ok. Cái hai cây này 6 này, có cây này là ok rồi. Rồi 3 cây 40 luôn rồi. 6 rồi anh em ơi. Đấy, giờ anh em đặt đi gì đặt anh em. 40k nè, 893 40. Rồi 894. Cái này mẻ cái răng anh em nha, cái này lưỡi mẻ cái răng nè. Đó, cắt ống anh em ơi, đó quăng cắt bình thường. Mẻ cái răng thôi. Rồi cái này mẻ cái này tí xíu nè, rồi 100.000 hai cây. 894 100k. Nên giờ xử được anh em xử nha. Đấy, 894 100k. Rồi 895. Rồi cái răng này nó cũng hơi bị mòn mòn anh em nha. Đấy, mòn hơi bị mòn mòn. Rồi cái này thì nó mẻ tí xíu ngay trong chấm giữa đây. Rồi mờ sơ sơ. Rồi hai cây này 100k luôn em, về tự xử giùm em luôn. 100 luôn em. 895 100 luôn đi luôn em. Rồi 896 thì cây này ok nha. Cây này không mẻ nha. Rồi cây này 100k luôn. 896 100 luôn. Rồi 896 100k luôn. Rồi 3 cây này nó mỏng anh em nha, size 75 này, mất cái cây này dặn cứng anh em nha. Rồi 3 cây này 120 luôn. 897 120 897 120 anh em nha. 897 120. Rồi 898 123
cái móc khóa an toàn nữa anh em. Đấy. Đấy. 898. 150 luôn em. 898 150 anh em nha, 150. Rồi cứng luôn 100.000 luôn em, 899 100 luôn. Rồi 100k nha, 899 100k dành cho em nó luôn. Rồi con này 130 luôn, mã 900 130. Rồi 130 luôn. Rồi con này 66 120 luôn. 901 120 luôn em ơi. 901 120 nha. Đấy. Rồi ok luôn. Rồi 902. Cái cây này nó gần vô đây nè. Rồi cái cây này nó y như cây này, móc cái này nè mà. Rồi hai cây này 150 cho anh em chơi. Chọn nha. 902 150. Rồi ok luôn. Rồi 903. Rồi 150 luôn anh em nha. Đó lớp đang 903 150. Rồi 903 150k dành cho em nó luôn nha. Đây. Rồi. Cái này mà hít size 450 anh em nha. 150 luôn. Rồi cái màn ý này, đấy, anh em nào còn cái màn ý 40 anh em ơi, 904 40k luôn. 904 40 anh em nha. Rồi đi luôn. Rồi 905 cái đầu lắc léo 3/4 và một cây này 1/2. Rồi hai cây này 150 luôn. Đầu lắc léo 3/4 anh em nha. 905 150 luôn. 150 luôn em. Rồi 906 ba cái bào này anh em, lưỡi còn ok nha. Nó mỉa cái góc tí xíu thôi. Đấy. Cái này em vậy. Rồi ok ba cây 100k luôn. 906 100k anh em ơi, ba cây. 906 100. Rồi mấy cái mũi con này nè. Đây mũi đục 17, mũi cài. Hai mũi con gỗ. Đây hai mũi đục 17 anh em nha. Đấy cũng ok lắm. Cũng còn một hộp kim. Rồi 1 2 3 4 rồi 130k mấy mũi này. 130 nha. 907 130. 907 130. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80.000 anh em nha. 9 cây thì 9 cây này nhỏ 70 đây anh em. 908 70 nha. 908 70. Rồi 1 2 3. 1 2 3 5 xích anh em nha. Này làm xích nè, 1 2 3. Đấy, mấy con mà em rải dây chai ra anh em, nó còn lao được xích nè. Đấy, mấy con mà bợi bợi nát nát á. 1 2 3 này 120k luôn em ơi, 120 nha. 120. Anh em giờ làm cái gì anh em làm không? 1 2 3 120k. Đấy. Toshiba Orringer cổ này cái gì đây nè anh em ơi. Đó, rồi 909 120 luôn. Rồi 910. 1 2 3 4. Ba cái đi em. Này con này để lại đi. Đó cái đó vô đi. Đấy, rồi 120 luôn em nha. Không biết xích xích cái gì luôn, nó rải dây chai ra giờ không biết mấy gì đâu nè, máy điện nha. 120. Làm máy điện anh em nha, chứ không phải làm máy xăng đâu anh em ơi. Lưu ý kỹ nha. Làm máy điện á, cho nhà em con không có máy xăng đâu. Rồi 910 120 luôn, sát luôn nè em ơi. Anh em về làm gì anh em làm ha, rắc máy anh em rắc gì đó. Đấy. Rồi 120 luôn, 911 120. Rồi 911 120 luôn em ơi. Rồi 912 123. À, được em ơi, được rồi, 912 nghỉ đi. Đó. 912. Ủa, còn thiếu nhiều một cái nữa. Rồi, 120 luôn. Rồi kết thúc chương trình luôn em ơi. Thì chiều ngày hôm nay lên như đây luôn em, giờ em quay đi quay robot luôn em ơi. Đó. Giờ hàng nhiều quá thì chạy xô luôn em ơi. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào tối ngày hôm nay nha. Rồi em xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em nha.